Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Tôi có cái cây lộc vừng khá hay đây. Cái cây này thực chất nó không phải là một cái cây lộc vừng anh em, mà tôi cắt nó ra từ một đoạn rễ của một cái cây lộc vừng to đấy. Thấy nó quái quái thì nó lên được những cái mầm này anh em. Được, tôi cắt dập một lần. Khá hay anh em. Cái cây này thì tôi ươm cho nó một cái bì, và bây giờ tôi cắt cái đáy bì đi rồi. Rồi đặt nó lên một cái chậu này. Để luôn nó tiếp, tôi mới đặt nó lên thôi. Và hôm nay chắc tôi sẽ xử lý cái này anh em ạ, thành một cái cây dáng độc lạ, không đụng hàng với cây nào cả. Cái vết này là nó bị khô rồi anh em, chắc hôm nay cắt nó đi mới cả đục nó đi chỗ này. Và cái đoạn này mình không thể cắt được anh em ạ, cái rễ này mình không thể cắt đi được, nhìn nó rất chướng mắt nhưng mà mình không cắt đi được, tại vì cắt thì nó sẽ khô mất cái đoạn này. Và cái đoạn này nhiều khi nó là cái điểm nhấn của cái cây này anh em. Và tôi sẽ nuôi cái chồi này, tạo thành một cây này. Chạy vòng lên, cua xuống đây, đoạn này hất lên. Và cái đoạn này sau này mình sẽ là để chống anh em nhé. Đặt lên một cái chậu và nó chống chỗ này. Cái chậu này thì tất nhiên nó vẫn là cái chậu tạm. Tạo 2, 3, 4 năm sau thì cái cây này nó hoàn thiện, nó bắt đầu mình mới đưa vào cái chậu đẹp. Và đúng trồng cái dáng này luôn anh em ạ. Nhưng mà mình cho nó cao được một xíu nữa. Mình chỉ nuôi những cái rễ này thôi. Đây, những cái rễ này là những cái rễ trụ của cây. Cái đoạn này nó bỏ. Và cái đoạn này cái về rễ phía dưới nếu nó ra thì sau này mình cũng bỏ đi. Đây là một cái rễ đây anh em. Lộc vừng thì nhiều khi mình ươm rễ nó vẫn ra mầm anh em ạ. Nếu mà cái rễ đấy nó có điểm mầm, còn rễ mà nó không có điểm mầm thì nó sẽ không ra được mầm và nó không sẽ không sống được anh em nhé. Cây sung vậy, cái rễ thì cái rễ mà nó có rễ nào mà nó có gần gốc mà nó có điểm mầm thì nó mới sống được, còn nó không thì nó không ra mầm được. Điểm mầm người ta còn gọi là mắt mầm đấy. Đẹp anh em.
Đây, sau khi gọt rũa đục đẽo thì nó cũng ra dáng một cái cây đây anh em, rất là hay. Thì giờ tiện thể thì tôi uốn định hình cho nó luôn anh em ạ. Đây là anh em này, ở cái điểm này này, tôi mong vị trí cành nó mọc ở chỗ này này, thì bây giờ nó không có, mà chắc cái chỗ này nó không ra được anh em ạ. Thì tôi sẽ đưa cái cành này lên, tôi ghép áp vào. Thì anh em xem theo dõi cho vui luôn nha. Đây nha, cái vết ghép áp vào thì gọt hết cái vỏ nó đi này. Trong này khoét một cái đường này, khoét đinh gỗ anh em nhé. Giờ áp cái này vào cái này.